chưa tới quầy xuống nhà đúng không? Hả? Mời ông đi chị xuống tôi nhà tôi. Tôi bây giờ cái này nó là dị hẳn lắm. Thầy đang nghe là không được nói là nó là thứ bảy mời ông ngoại xuống nhà. Thứ bảy là gì ạ? Không, chưa thứ bảy. Này là anh có không biết có đi được hay không? Không, cố lắm kìa. Ông ngoại cố là sẽ đi được. Thế ông ngoại còn ngon lành lắm. Có hai cháu nó kè đi. Cái chân bây giờ nó không cho phép đi xa. Để trên kia ngồi lên xe ngay rồi ngồi là cái khoảng ghế xuống đấy là cũng thừa ghế xuống nhà rồi. Thế ngồi không? Mời nữa này. Mời ra kia ngồi uống nước. Rồi.